Ngày 5 tháng 6, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư với chủ đề Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập trong tình hình mới diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Sự kiện do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm có căn cứ tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chủ trương chính sách lớn về phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh bình thường mới. Hơn 600 đại biểu là chuyên gia doanh nghiệp cùng lãnh đạo cấp cao nhà nước tham dự diễn đàn. Đại dịch COVID-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu với những diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường đã làm bộc lộ nhiều vấn đề của nền kinh tế cần phải khắc phục, đồng thời cũng mở ra những hướng phát triển mới hướng tới mục tiêu vừa ứng phó với dịch bệnh hiệu quả, vừa duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm đời sống nhân dân. Trong bối cảnh đó, yêu cầu cần tiếp tục thực hiện hiệu quả và thực chất các mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng được đặt ra một cách cấp thiết, giúp tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong trung và dài hạn. Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến vào 3 chủ đề chính: phát triển chuỗi cung ứng lao động ổn định sau đại dịch COVID-19, phát triển thị trường vốn và thị trường bất động sản và đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.